trên đời này nha. Thì mới cho người sống không mà cứ tò te tí tò. Cháu mà kể cả là người nhà này, bố này, mẹ này, ông bà này, các bác mà làm điều xấu nè, mà làm đến lại đến đất nước là cháu sẽ ủng hộ cho nhà nước Bắc. Cháu sẽ phụ. Cháu sẽ không giống mẹ cháu. Cháu sẽ chính là cháu giúp cho hai vợ của bố cháu đều vào tù các bác ạ. Bởi vì cháu thấy hai mẹ cháu đều buôn ma túy xuyên lục địa. Cháu không bảo được thì cháu giúp vào tù thôi. Thì có thể là cháu ác cũng được. Nếu không cho vào tù thì sẽ nhiều gia đình còn khổ nữa. Vì khơi khuyên mẹ, mẹ không nghe lời. Cháu là con nhà ông Lát Diệu. Cháu đi tìm vợ của chú Dương. Bà điều qua là bà mua cái này để lên cháu gì? Thím này nói thật với thím nha, xét nghiệm là bác sĩ bảo thím là u gì can u lạc. Nhưng mà vì là chú Dương, vì là em Thanh Trà, vì ấy, các em nhớ chưa? Mấy cả là một cũng là vì bàn tay của thím bế cháu từ bệnh viện về chôm. Thím xây cho cháu căn nhà, coi như cháu đền ơn là lần thứ ba cho thím rồi. Nhưng mà cháu nói với thím là người lớn thím phải tốt, thím đừng bao giờ nói dối cháu. Còn đây cháu nói cho mà nghe, cháu giúp cho thím vợ chồng ăn ở với nhau, vỡ lạc cháu cũng giúp cho rồi, lấy đất lại cháu cũng lấy đất cho rồi, bây giờ lại ui cháu cũng phục họ cho khỏi rồi. Thế nên là cháu nói đây nè, thím làm cho cháu một việc thôi nhưng cháu trả ơn thím 4-5 việc rồi. Thế nên là đây đi đâu đi đừng bao giờ còn đây quên cháu, còn đi đâu đi cháu mãi mãi cháu vẫn là con gái, con này vợ hai của ông Công. Ông Công là có ba vợ là bố cháu. Thế nên là đây bố cháu lấy mẹ cả cũng đi buôn ma túy, mẹ hai cũng đi buôn ma túy, nói không nghe đe không sợ, nghe buôn từ ngày còn có cái Simpson cơ, chứ không phải bây giờ mới buôn cái loại, bây giờ buôn là cái loại vớ vẩn, buôn từ cái thời xa xưa rồi là buôn rồi. Thế nên cháu bảo không nghe đe không sợ, lên cháu tặng mỗi người 15 tù 7 năm. Ghi đi ghi xa gì. Chỗ mà đường giải phóng đi vào ấy.
nhớ chưa, để gần đấy là ai, thế là thuê nhà ở đấy, thế là nói phét đang yêu thằng ý nhưng mà mẹ mà nói phét là mua nhà đây là nhà nhà tôi, thế lên nước sợ là lộ cưới là đéo phải nhà nhà đi thuê, phá lên phá xuống chỉ vì cái mỗi cái nói phét thôi, thế là nào mày bao năm đời đã lấy nhau. Nhưng mà ta thấy chẳng đi được đấy, chẳng đi là giáo viên. Bây giờ còn thím muốn sống ấy thì thím vậy, thứ nhất là thím vậy từ nay giờ đi phải nói cái gì phải nói đúng. Vợ chồng thím phải nhịn nhường nhau. Thím nghe chưa? Ông Lộc chết rồi, bà Lộc chết rồi. Bây giờ đây ông Lộc, bà Lộc cũng đi, đã về trở về tiên thọ rồi. Bà Lộc chết trước, ông Lộc chết sau. Thế giờ đây thím muốn làm cái gì thì thím mẹ nghĩ đến người đã quá cố trở về các vui thì cuộc sống thím mới tốt đẹp. Còn bây giờ thím mẹ bị bệnh tật, thím còn nhiều cái vận hạn chứ thím chưa hết đâu. Thế nhất là thím mẹ nói gì thì đúng, hoặc là đây thím mẹ khởi nổi trời khởi cho, thím kẹt xỉ lắm. Thế lên là đây thím kẹt thì cháu lại kẹt thêm. Thím kẹt với cả Linh. Bây giờ thì chưa cần, tí nó cho một lô thì vợ về dọ vay đại. Thế nên là về nói cho thím nghe. Còn em đáng nghe thi vào, ê tiếp viên là không, bị thiếu cả điểm, ê thiếu cả bảng Anh, thiếu cả chiều cao. Thế nên là không vào được sân bay lời bài. Chú thím này làm ăn thì bây giờ còn nhiều cái đen đủi lắm, chưa hết được cái đen đâu. Thứ nhất là thím nghe chưa, nhà đã có lóc, tức là một mái nhà ấm, cha mẹ sinh anh em ra, đông con nhiều cháu, mỗi người một phận phúc. Thì ông bà để lại cái nhà thì ta lên làm thế nào, ta là người con, anh em ông bà đã nói rồi, cái nhà này để này, nhưng mà lại sang tên con gái. Thì sang tên con gái rồi thì để giữ lại, để sau này hương khói phụng thờ ra tiên tiền đó. Nhưng mà ông bà nói, ông thì mất sau, bà mất trước. Bà có dặn là mai kia cái nhà này sang tên là tên cô Cúc. Nhưng mà ai ở thì người lạ vận hạn, con cái khó khăn thì về đây mà lương tựa mà dựa. Nhưng mà cái nhà, ông bà khi ông mất đi thì bắt đầu tự yên cái nhà của ông bà lại cắt làm đôi, cắt lóc nhà ra làm đôi. Từ lúc đấy anh em gây ra mâu thuẫn trong gia đình, anh em lục đục đánh nhau, nói không nghe, mọi người cứ nghĩ là trò đùa, trò chơi lên tỉnh, người chết nói chỉ là trò đùa thôi. Từ lúc đấy anh em mâu thuẫn gia đình tan nát. Rồi em chị dâu trộn cát, trộn ớt, trộn muối vào. Sau đó vừa vậy hôm đấy là đi đám ma mẹ chồng cô Xuân. Thế là về đi qua đấy, chú Dương về đến đấy, chính là bố mày, là bị bác nhà mình, cái bác dâu cầm ớt, cầm cát trộn lẫn vào, đi qua lém vô vào mắt bố mày. Sau bố mày tưởng là mù, mẹ mày kêu lên, mẹ mày lúc cái con đấy đâu. Thế là về mẹ mày kêu lên là giết chồng tôi. Anh em mâu thuẫn lâu rồi, thế nhưng mà giải quyết không xong. Từ ngày ông chết bây giờ tan nát hết gia đình rồi. Thế nên là bây giờ đây bà cũng giận, ông cũng giận, cả nhà cũng giận. Còn cái đất nhà mình ở đấy không được đẹp. Thế nên là bây giờ thím ạ, cắt lóc nhà ra thì dứt khoát là độc. Thì ấy, thím ốm đau là phải thôi, làm thế nào? Nói chung gia đình nhà mình chán lắm. Chú Dương chú còn đòi đi Tây, đừng có cho chú đi Tây nữa, cho ở Việt Nam thôi. Còn bây giờ đợt vừa thím này còn cháu ơi, Linh ơi, chú Dương đi chơi gái với thím một chú mấy. Cái gì không gọi à? Sao không gọi vợ? Thì Linh ơi hôm nay về nghe em nghe vợ chồng em yếu cả. Em Thanh Trà về đây, thím làm cơm, mày về ăn cơm, sao không nói gì?
là vàng. Thằng Trung Kiên á, thằng Trung Kiên thì bây giờ mở vàng bạc làm ăn cũng được, cũng gọi là ổn định rồi. Bình Diên thì nói chung là con nhà thím là thích sành điệu, thích sành điệu là một ê anh chàng đẹp trai sành điệu chơi bời, nhưng mà chưa yêu toàn phải đồ mèo má đâu. Cháu biết sao cứ biết thế. Còn về đây thím ơi, tạ màu tạ mã ông ấy tức là cu lôi mà đẻ ra ông Quy ấy, là sau đó phải xin, sau đó nạp lời với nhà chùa là mấy cả thím đi công đức chùa chiền, thím đừng có bô bô cái mồm thím ra. Thím không kể, thím chỉ nói thôi. Thím kể với mọi người là thím không kể chuyện, nhưng thím nói là đấy, mấy mẹ con tập trung công đức cho nhà chùa đấy, hơn chục triệu đấy. Đi kể như thế là thím thành là nói rồi. Thế là có em chục trơn chục ấy sẽ biến thành con số không, sắc sắc không không sẽ biến mất. Còn về nhà về cửa thì thím con nói thím nghe, năm nay ấy thím từ đoạn cuối năm phải cẩn thận không nó tái phát lại là cụ lên đường. Nguyễn Thị Vân ơi, thím đâu thím chả đi xem, thí phải nhảy bổ lên. Thím mê còn nói tiên thiên, đàn tiên thiên lễ làm gì, bây giờ tiền không có thành tâm là được. Thím còn đi sang bên tận quán gỏi, thím đi tìm các lơi, thằng thím cứ được số lọt, thím kể số chỗ kia. Thế nên là thím mới gặp nhiều tai ương, người ta gọi là cóc thối 35 chết về cái mỏ. Thím tưởng con không biết kìa à? Nên là về nhà về cửa thím đừng có nói liên thiên không thuộc đời thím, chính thím mới là người khổ. Năm lễ đi phá đậu á, thím mà còn đi chào phủ hầu phỉ chỉ thím chỉ có đời chết thì không chả vì làm gì cả. Thím bây giờ thành tâm tu đâu để tu, tu tại gia sau đó ra đến chùa. Còn thím mà gần đấy thức ê thỉnh thoảng đi ra chấp tác, ví dụ dọn dẹp chùa chiền quét dọn báo đáp vì nhà mình gần chùa. Thím có tiền thì thím cứ làm, về xin bà Lộc, thiếu gì tiền bà mẹ đẻ ai xong rồi đi mà cũng minh tinh cho nó hoành tráng chứ còn gì. Vợ chồng nó càng yêu à, thì bây giờ vợ chồng mới yêu nhau tha thiết, còn bây giờ thì này định bỏ nhau à? Thanh Trà, còn bây giờ đi, cháu nói với thím này, yêu nhau thì yêu nhau tha thiết từ năm 20 tuổi. Đây, thế mà đến mãi mới lấy nhau, vừa rồi mới lấy nhau. Lấy nhau biết gia đình nhà người ta là gia đình người ta chỉ có một đứa con một thôi, không dai thêm mà cũng không gái thêm, gia đình người ta chỉ được mỗi chồng ấy. Thế em tôi, nhà người ta mặt đường, nhà người ta buôn bán không phải là dạng hiền lành. Bà mẹ chồng của em, bà ấy còn trẻ, mà bà ấy này còn thế nào, biết làm biết ăn, em học hành sao em không tự mình vươn lên. Em đầu tiên là em lại chọn ở nhà làm phụ mẹ chồng, cái này ở gần thì bao giờ nó chả thối. Thế nên là đây có về có nghiệp có học, không chọn những cái nghề tự mình đi làm. Mẹ bảo, anh em bảo, bạn bè bảo, chồng bảo không nghe, kêu ở nhà làm kế toán cho mẹ chồng.
mình thối cái gì đó. May chị này đẻ vịt rời chứ nhà người ta. Phúc nhất đời già, ê đẻ đi thằng con trai. Bố cho nhà người ta quý bằng vàng. Còn vợ chồng nếu mà không cẩn thận thì còn sức mẻ. Bởi vì thằng cu yếu ấy, nó sống rất tỉnh nghĩa. Nhưng mà không đúng với nó thì nó bảo ngay. Mẹ chồng thì đã bảo rồi, hơi gớm ghê, nhưng bà ta vẫn yêu con người ta hơn mình chứ. Ai cho chẳng hết chị, ê chị em, ê ruột thịt mình còn bảo vệ được nhau thì tại sao mẹ con ta không bảo vệ được nhau? Không phải là gia đình người ta mà bây giờ phải hỏi là người ta còn quý em mình không? Có thuận không? Quý thì có quý nhưng mà vì thanh trà là điệu quá giống y thịt thím. Điệu quá thành tờ hơi. Nhà quê đây thành phố hơi giảm tí. Thì chả đến gì, mình là nhà quê làm gì. Ông bà Lợi thì chả phải là cái Phật giấm ra. Cái này là bây giờ về thì về được, nhưng mà em Thanh Trà phải thay đổi tính nết. Mình phải sống bản thân mình thật sự là một con người. Thế mày đi, còn con nhà mày thì tính sao? Khó lắm. Nói chuyện đùa thôi. Khó lắm. Còn bây giờ đây yêu nhau tha thiết 6-7-5 giờ, xong lúc bỏ đùng một phát bỏ nhau. Chuyện cũng tình yêu bỏ xít. Còn đâu là về đây thề thốt sống chết bên nhau giờ vứt đi. Còn thím về đây kêu cầu các cụ gia tiên liền tỏ. Còn cũng đâu không cúng, cúng bố cúng mẹ ông bà nhà mình. Nói chung là cái nghiệp nhà mình anh em không thuận, bởi vì ruột thịt nhà mình toàn buôn ma túy, bị nghiện ma túy. Nhà nhà chùa, mình đến nhà chùa mình quét lá đa ngăn mày Phật, mình xin tổ tiên đường là phù hộ cho con gặp nhiều may mắn cho con cái con dài của con nó thuận buồm xuôi gió. Thím nhớ chưa? Thế làm cũng được, bán hàng ấy, vàng bạc, được, làm được. Nói chung là nhà thím thì mơ cao. Nhà thím tiền thì có đâu, từ mẹ con toàn bay cao, bay rộng, rồi bay đấy, đang ấy, đang đường gãy cánh, đứt trên luôn. À, làm đấy làm gì, tiền đấy làm đấy à? Xin nhà chùa phục hộ cho à. Còn về nhà về cửa cứ tử tế thì tự khắc lộc mình đến. Còn chị có nói này này, Thanh Trà cũng lớn rồi. Em sinh năm 88, năm nay đã là 20 mấy rồi. 28, 29 tuổi đầu rồi. Em không còn bé nữa. Thì chị có nói này này, bố mẹ em bây giờ đây mang tiếng bố em đi Tây 30 năm. Mẹ em làm ăn buôn bán được các thứ, đến bây giờ cái nhà chưa có mở. Bây giờ vẫn là ở cái nhà cấp 4 nhà của ông bà Lợi mình cắt đôi nha. Các em đi lấy chồng. Thế giờ đây vợ chồng, ê có lúc ê va chạm cái bát cái đũa còn xô cho con người. Nhìn nhau thì sao lại con cái nó sướng. Còn chốc chốc bỏ nhau là không tốt đâu. Thế còn đây Trung Kiên cũng chưa đâu vào đâu. Đất đai thì nhà mình cũng nghe. Đầu cho cu cúc cũng chưa được và ê được thuận lắm. Thế lên nãy giờ về làm cái gì làm. Mình có thở có thiêng, ê bản thân mình phải cố gắng. Rồi đây, về nhà chồng xin lỗi, sau đó làm ăn vợ chồng bảo nhau. Sau đó là làm mình làm riêng ra, không làm chung với bố mẹ nữa, nó khó. Thế còn đây về, cũng như là cô ấy, Mai nhà mình, ngày xưa cô Mai mình không có gì cả. Lấy chú Tiến có cái gì đâu. Ba cái sĩ bây giờ mới cho lần đầu tiên. Thì đúng thế thì phải nói chứ.
nói sao sai được. Elena về nhà về cửa. Thím nói phải nói đúng, đừng nói sai, sai mắt rồi có mắt xuyên qua lục địa thành u tiếp đấy. Elena về nhà về cửa, cháu có nói này này. Như ngày xưa đấy mày nhìn vợ chồng chú Tiến đây mày nhìn chưa? Chú Tiến nhà mình ấy mà chuyên đóng nhạc phim ở trong nhà hát lớn ấy. Chồng à, nhà nhà đấy, nhà chỗ nhà chồng của Mai ấy. Ngày xưa vợ chồng nghèo nào nhưng nhịn nhau, thương yêu nhau, đùm bọc nhau. Ngày nay cô cũng có thiếu gì đâu. Nhớ chưa? Đấy nghĩ kỹ vào. Còn đấy vợ chồng ở nhau không lấy quyền của em. Còn chị đặc biệt chị giúp này. Người nào tử tế chị giúp. Còn người nào không tử tế nhất định chị Linh không giúp. Còn kể cả mẹ đẻ chị là đây, kể cả mẹ cả lớp 12 đi buôn ma túy, chị sẵn sàng đưa hai mẹ vào tù 7 năm rồi này. Phải sang tháng 11 mới chuyển được. Nhưng mà chuyển thì cũng có thuận anh em không? Bởi vì anh em bây giờ bất đồng nhau rồi. Đấy chứ không phải là chuyện đùa đâu. Còn bây giờ ông Quy với bà Liên, bà Liên là vợ ông Quy, xuống đây dưới này vẫn làm may. Còn ông Lộ nhà mình ông Quy bây giờ vẫn đang ở trên Hàm Long. Còn bà thì xuống dưới này thì gửi trên Hàm Long thì vẫn trên Hàm Long chứ đã về đâu. Nói gì thế à? Có mấy chợ đúng gì? Cái này khó lắm. Bởi vì bà thì bây giờ phải bàn bạc con cái cơ, chứ mà mình là thím được. Bởi thím lại là không phải là trưởng. Thím nhà thím còn dưới cả bố cháu. Mà ông bà có vẻ là ít người con đâu, hàng chục người con. Thế nên là bây giờ phải quyết được quyết là bác trưởng. Bác trưởng mà làm thì mình là cứ phải theo thôi. Bị anh em không đoàn kết thì cứ lặng im mà theo thôi. Thì bác trưởng mà ấy, làm thì lúc ý thì tính. Vâng. Sai đấy em ạ. À, chị nói thật đây, bây giờ em chưa nghĩ kỹ được đâu. Tức là chị biết là không phải là vợ chồng em mà là ảnh hưởng mẹ chồng. Em nhớ chưa? Nhưng người ta là gốc gặt lợi. Thứ nhất là người ta buôn bán, em biết thừa người ta làm cái nghề đấy rồi. Thì mẹ chồng em không phải là dạng hiền như mẹ em. Mẹ em thì lại sĩ, nhưng mà mẹ em lại hiền. Người ta lại là cái sắc sảo buôn bán và chanh chua sao. Đây là cái sai lầm nhất là em lại làm chung với mẹ chồng. Đấy. Thế nên là nhà phụ mẹ, thế nên mới nhà rắn. Tốt nhất bây giờ vợ chồng về xin lỗi mẹ, sau đó làm lại từ đầu cuộc sống vợ chồng ấm êm. Nhịn mẹ mình không nhịn thế nào, rồi có ngày mẹ chồng em sẽ hiểu ra được là mình ngoan, mình biết đối xử. Rồi người ta có một thằng con trai dứt khoát, người ta sẽ yêu thương mình. Bởi vì người ta chỉ có một, trên đời ta chỉ có một thằng con trai thôi. Thế nên là em nhịn đi, bà ấy cũng xách ê, bà ấy cũng đánh đá nhưng mà bà ấy êm chung à. Nhưng mà bà đấy thì bà lại sống tính đẳng. Thế mình phải biết lựa. Thế mình sống tốt thôi. Nhớ chưa? Còn bây giờ em về em đi nước ngoài. Lúc em còn trẻ em chả đi được. Thế bây giờ em đi. Đi bây giờ cuộc sống mình ra sao? Con mình ra sao? Con khoe không lắm được. Nhưng mà con lôi chú đi chơi gái về rồi thím thấy sướng chưa? Sếp khóc nếu nặng nếu mua rồi thì xin, mua hay không thì quyền cháu. Nhớ chưa Thanh Trà? Tầm này chị đi về, chị phải về chị xem thêm dạo này nhà chị có thể tình hình các anh các em của mua ma túy không lấy quá. Quyền nhà cháu ạ. Thực ra giờ cháu nói khó lắm. Bởi vì giờ bóng thì nhiều lắm. Nhớ chưa? Nên là đây về nhà về cửa.
Thế lên là về đi, người ta bảo rồi. Thế em nó muốn hay không đấy là việc của nó, còn nó thích thì nó trình xong rồi nó chết thì lúc nó mới dở hơn. Trần đời. Có biết, cháu biết, cháu lên tận nhà rồi cháu biết à. Bà ta rất xinh gái nhưng mà bà ta hơi chuông hoa, bà ta hơi đánh đá, bà ta chửi cái loài giống bà. Bà ta chửi cái môi móc từ cái thầu thá của mình. Từ cái mà ngày xưa em mình theo đó thì mình mới nói là nó bài chửi cho lên bờ ruộng nhưng mà người ta chửi thế thì chửi. Cũng có mẹ chồng hiền lành, có mẹ chồng gấm ghê, mình chịu đựng được thì phúc mình sẽ cao. Thế thôi. Còn ai mẹ chồng nào chả hứng ghê. Nhưng mà mình mai kia thím cũng có mày làm chồng, mình thím sẽ biết được cái lòng là chồng. Vì là không chửi nhưng mà thím mà không vừa lòng. Nhớ chưa? Nghe lời chị đi. Bố mẹ chồng có chửi mấy em phải nhịn đi. Tạo cái phúc ra, chửi bao nhiêu coi như đấy là cái phúc. Cái kiếp trước mình chưa trả được người ta, kiếp này người ta phải đòi hỏi. Thì bây giờ mình cứ trả đi, trả hết đi. Mẹ chửi cũng cười, mẹ nói cũng cười, mẹ không cho ăn con gì. Thì đấy mẹ hạnh phúc mang về đến cho chúng ta, ta ở với chồng ta mà. Bà ấy chửi nhiều thì bà ấy sẽ nhanh tổ thọ, bà ấy sẽ mất đi. Mình thì còn cãi lại là mình chết tội. Em Trung Kiên chứ không phải là anh. Chú Dương là em ông Công. Cháu là con, cháu ít tuổi nhưng cháu lại là con nhà ông Bắc. Biết không? Biết rồi, đi về nhá. Còn mày muốn về Hà Nội xin lỗi bà thông gia, tao đến tích thân du dụng cho bà cuối này. Nhớ chưa? Đừng có đi hai đứa. Nhớ chưa? Đi à? Đi à? Được rồi. Còn về nhà chồng đừng làm chuyện nữa. Bay bướm lung tung. Chưa gọi được. Cháu gọi ai người ấy vào à? Và tôi cháu đuổi về nhá. Cháu là con nhà ông công an về yêu dẫm rồi. Cháu là cháu mải chơi, cháu nghịch nước, cháu bị cống máy bơm hút cho từ bên này sang bên kia chết rồi. Trường đây, trường bị hút máy bơm nghịch nước, máy bơm hút chụp phát từ bên này sang bên kia đây. Mẹ thử chui vào trong cái máy bơm hút xem là sang kia xem có khỏe không. Bố về hưu rồi, bố không làm ở nhà tù 3 sao nữa rồi, bố về rồi. Thế giờ bố mẹ, nhưng mà đường đi nhà mình bụi quá mẹ. Bà ngay Nguyễn Thị Loan bà đang làm đường, nhưng mà bụi lắm, còn lâu mới làm xong. Mẹ có nhớ trường không? Từ ngày con chết con phục hộ cho mẹ và các em với các chị. Mẹ có làm ăn thế có được không? Con phục hồi cho mẹ mổ u, mẹ đỡ rồi, bây giờ mẹ có thấy tái phát lại được không? Mẹ có muốn u lốt bên này, bên chân kia cho nó đi cho lốt không? Nhưng mà mẹ làm lúng kia thì ngay công an phải hiu lắm. Bố tốt tính đấy, mẹ lấy vào là quá sướng rồi. Còn các bác lấy khổ kinh lên, mẹ lấy được như thế là tuyệt vời rồi. Đừng có mà chê cái ông trọng lên khó tính. Mẹ có chê đâu. Cảm ơn các bác với cả các dì với các cô. Mình lấy chồng khổ kinh đi. Mẹ lấy là thế là quá tuyệt rồi. Chào cháu đi cháu biết.
đi lấy chồng cho cô bệnh của chú ạ. Cho không đi được. Em chưa điều đi nước ngoài cho
quan nhà bác Thắng chửi huynh chửi oan như thế cũng được. Chửi người ta như chó, chửi người ta là nguyền rủa cha xuống bố mày, thằng bố cấp mẹ mày không dạy được mày, mày ngủ mấy con nhìn thằng nào con nào mày về đổ vạ cho bà. Thế là con bảo này, con gái của bác đừng nói chưa qua bước chưa tới nửa đảo tiền là bạc của người ta đi nước ngoài xong bây giờ về không cưới người ta. Thế là con phụ gọi cho tự nhiên con đi ra đứng đường ở cái chìa bờ tường ngoài đường nó hiếp cho chửi. Thế là phải cưới đồng ý kia thì thằng kia nó mới đến nó lấy con gái mình. Rồi nhục chưa? Con cháu gọi cho quần, con nói cho mẹ nghe nhà mình chỉ dâu rẻ, trai gái chỉ công an thôi. Con lo mấy cả cái chân của bố còn được một chân không, con này đo cho các em con đi học nữa giờ nghe. Bà Tần ngành công an thôi. Con biết rồi. Mẹ mẹ cho con gặp chị gặp ông chồng. Có, Thúy rồi ấy, ai cũng xin được hết. Hoa thối này cho con đi cũng được hết. Nhưng mà về mẹ mua quần cho con. Bà mua quần áo cho trường. Người trường xe phục vụ chưa? Tí mà mua con xe phục vụ chú Điều luôn. Không là con phục vụ cho chú Điều nghĩa. Vì nhà mình tắn với nghĩa. Nhớ nhé. Không cho là chú dắt cho chú Điều đi ra là chiến phụ mua thuốc. Vì nhà ý nó bắn thuốc kìa. Hello. Bôi, trường đây. Hôm nay vợ chú Điều cũng đi, cả cái Hoàng đi, cả con nhà ông Thảo cũng đi, con nhà bố vợ bố ấy. Và bác Sơn, bác Hanh. Bộ vừa ấy mẹ chê bố mà bố mày khó tính lắm, còn một chùa một thôi rồi. Thế là tịt rồi, tịt không dám chê bố rồi. Và con bảo bây giờ con gái như ông Thế Đảo đi lấy vợ thế, đã người nào lấy chồng được tốt đẹp đâu, mỗi nhà mình được được chị nhất. Còn lấy bác Bình lấy thì cũng nghèo, cũng khổ chứ sướng gì đâu. Mẹ lấy ở nhà mình là sức 70 đời rồi còn chê bố. Bữa con tua cho một phát thế là đi lại. Bố, mẹ chỉ có yêu quá bố, còn đợt này em Linh đi thi con sẽ phục vụ cho đi công an nghĩa vụ trước. Xong rồi còn đây là con sẽ phục vụ cho cả Nhung bố ạ. Còn con ở với cả bà Lôi, còn chú Thành bây giờ đang cai nghiện nhưng mà chưa biết có được không. Còn đằng Điệp vừa rồi thì bạn là hay mua ô tô chung nhưng mà con không muốn cho mua, bảo vì mua ô tô thì các em đi chơi bời sẽ dễ nghiện mất. Thế con bảo cho đi nước ngoài. Con cũng nhớ bố, bởi vì là con chết nhưng mà bởi vì là tuy là cái cống nó hút con nhưng mà con vẫn yêu bố, bởi vì bố mạng thương con. Từ ngày bố chê lo cho con nhưng con với bố khóc, bố méo, bố bảo là bố làm công an nhưng bố không lo cho con được, bố để nhà để con bây giờ con rơi xuống hàng để máy bơm nó hút mất. Nhưng mà con chết rồi nhưng con vẫn phụ hộ bố. Còn nhà bác Thắng bây giờ bãi đái rồi, con cho bác con gái bác Thắng chở hoa người đấy sợ bãi đái, cưới con dâu xấu xí về rồi. Bố ơi bố, con nhà dâu nhà bác Thắng xấu thật nhưng mà bác ấy lợi dụng tiền bạc, đáng nhắc không lấy lợi dụng tiền bạc để lấy về cô con dâu. Mặt to như cái rổ, đen thì tùy, mũi thì to như cái mướng. Nhưng mà chê người ta lợi dụng tiền rồi phải chấp nhận lấy người ta thôi. Em còn đó là bố cứ yên tâm, con sẽ phục vụ cho chị con và các em con. Từ ngày con chết là con vẫn phục vụ cho bố, lúc là trường là phục vụ nhất. Còn bà Lôi bảo là bố ở nhà, bố làm gì làm. Ấy bà Lôi bảo là bây giờ người ta đang nằm đường đấy thì nó bụi đậm thì là bố đây đóng cửa vào mấy cả nhà mình không được thuận đâu thì bố phải kêu cầu, bởi vì nhà mình ở đấy thì anh em không được tươi tốt lắm thì bố về ở đấy cho vui vẻ, bố nhị đi nhá. Mà con chẳng thích bác Thắng gì, ngày xưa bác Thắng bác ấy vinh vác với nhà mình, bác ấy thấy nhà mình làm ăn được bác ấy vinh vác xong lợi dụng bọn đi nước ngoài để yêu con mình. Thằng là tinh tướng với bố, còn làm cho chửi ấy, con gái là con dắt bố đi cho đàn ông nó ngủ. Nó lôi ra bầu ruộng nó hiếp chỗ. Hay là chưa rồi? Tìm đây cháu lại một siêu, khinh bố cháu à? Thế đây nè, bố cứ yên tâm, rồi con cháu phục hộ nha. Bố ơi bố,
tối nay thì thôi, ngày mai ngày kia bố con mình vào ông ngoại ăn cơm thì các bác đi về. Mình ông thì là ông chẳng mua thức ăn. Nha. Còn đây thím thì về phải ngoan, không được về bạn mua quần áo cho con được rồi phải mua cho con. Không mua cho con là con không phục vụ cho ai cho con là thím. Mà con phục vụ cho chú Đèo là đi nghiện nút thì chết. Làm từ xa đến đô mươi nhá. Và cả chú luôn, cả em luôn. Chú Đèo đi nước ngoài mà. Chú thím có muốn con lột chú về không? Không thì tôi em mới nhận được tiền thì phải gửi mua quần áo đẹp đi. Con cháu cái xe máy. Quần áo đi à, bây giờ cháu lớn rồi, cháu mới đi rồi. Nhưng mà có gì ăn thì mấy cả chú cháu không có nhà thím không được. Ê, châm chớp bắt đồng đớp cũng nhá. À, làng mình lại còn có cái ông bị bóp vú bị phạt mấy chục triệu. Nhà chú cái kiện ấy. Đấy cũng làm cán bộ giống bố mình. Thế là bà ấy bảo anh ấy bóp vú em đi. Thế là bóp thế là chồng nó vây cho. Nó bảo là bóp đi nó vây cho phạt cho 30 triệu. Có cái vú. Ông ngồi khỏe ông ngồi đã chết không? Con này thương ông rồi. Chú Thành làm ăn cũng được. Chú Thành cũng ngoan rồi. Chim mắm gầy rồi, chim bắt đèn không? Chim bắt đèn. Dỉ nước rồi. Dì Nam. Yêu anh Nam, thích hơn anh Kiệm. Anh Kiệm đến nhà mình chả mua quà gì. Nam thì cứ để về mua quà thì con xem thằng nào rẻ tốt đến ninh chị tao lấy chị tao. Tao chết rồi mày mua cái gì đến làm tao mày muốn mua mày chết với tao. Nó đã gả chị gái tao. Mẹ có thích hu và báo đậu tiếp trên kia không? Đau không? Bố bảo con ơi cho mẹ mày khỏi nha, đừng cho mẹ mày thế. Con biết rồi. Con đấu mẹ dám chửi ông điếc đấy. Ông điếc là ai? Là ông ngoại. Thế mua hai cái à? Bắt đèn một cái à? Thế thì về nhớ mua quần áo đô mươi về mà không mua cho sang nhà thím cho làm thím biết thay cháu. Không mua cho cháu thì đôi mươi tháng sau chú phải để lương. Mua nhưng mà sang nhà cháu, mới cả thím bắt con gà là thím sang nhà cháu làm cơm. Thì nó mới linh thiêng. Con gà là thím người sân ý. Mới cả là một mê mời cả ông lợi sang nhà mình ăn cơm. Nhưng mà gạo nhà thím mang gạo, mới cả nhà cháu không cấy thím mang cháu đi gạo lên. Bởi vì nhà mình không gọi lên thím còn cấy. Thì tiêu bác ở đây, bác nhiều nhờ tí được. Cháu biết rồi, cháu sẽ cho em đi nước ngoài cùng với chú. Được chưa? Không. Thì cháu đi là gọi nó đi nước ngoài. Nhưng mà nhớ là đừng có vay tiền là cháu. Hôm nọ sang bảo là ê anh Trọng ơi, thế nào em chở em mà chạy cho cháu đi thì bác cho em mượn tí, không có đâu. Giờ này làm ăn tung bấn mà cháu phải hiu ông luôn à. Không có đâu. Chúa chi là sao hỏi. Kinh lượn sang nhà mình nên là con là không đi được. Nếu mà mượn không mượn thì đi được, mượn là không đi được. Biết rồi, mẹ đi tìm con nhiều lần nhưng mà chứ con chẳng lên. Ê lên nè, mẹ cứ bảo ôi con ơi mẹ nhớ con quá. Nhớ cái thằng ấy rơi xuống ấy. Máy bơm người ta đang hút nước bơm hợp tác xã ấy. Thế nào nó hút, thế nào con rơi cái nó hút tụt phát bên kia. Thế mà chết được, thế bị siêu. Về bố đừng mỗi thằng con trai, bố buồn bố cứ khóc lên khóc xuống.
con đi chết đâu, chết con lại chết ở cửa nhà nhà mình. Thế nên bố mẹ mới tiếc. Bao năm bao tháng bố mẹ nhớ tới con, phải dắt em Linh về cho bố mẹ đỡ buồn còn gì. Thấy bố mẹ khóc mấy suốt ngày, cứ đi công tác về về đến đây nhà cái là bố bảo chết, cứ nghĩ không ra bố nhìn con. Bởi vì chết đâu, chết chết trước cửa nhà nhà mình, thấy bố mới đau. Thế con thấy bố thương con quá, xong bố đi gọi con nhiều lần, con sợ bố khóc, thế con không dám lên. Thế lần này con mà thôi quyết định lên, lên để làm việc, lên để ăn quà thím với bác với cô. Lên là ngay gấp tốc không vào bàn với bố con trong con trẻ. Quá hẹn. Tao nói cho cái mặt mày biết.
Mày mà chết đi, mày ấy, người ta càng nghĩ mày đi đi. Mày không đi đi thì mày cứ ở nhà đàng hoàng với chị, mày phải khóc với mếu ở con này. Thân, còn bây giờ mày bảo bây giờ mày nói với chồng mày, mày coi chồng mày không tin mày thôi, chứ việc gì mà mày phải mếu mếu áo hả con? Con bất ức quá, con không có mà chồng con nghi là thì con nghĩ làm sao mà chỉnh được. Nghi ngờ với mày cho mày đi mới dài à? Có phải không hả Nguyệt? Vâng. Thế bây giờ đấy con bảo bây giờ thế cái thắm nó định chết thì con bảo chết các cái điều đấy có lên nào? Con bảo chị là cái anh đấy, anh ấy giống tính bố con. Trước giờ thì bố con ngày xưa thế đi lái xe bỏ kệ đi bà kệ. Cái anh đấy cứ nghi ngờ chị đấy nên chị cứ làm chị khóc. Con phải nói với anh con nhớ chưa? Bây giờ đấy con cây thắm tao có xem theo dõi nó rồi. Thứ nhất nó không đĩ tính, nó kể chuyện thì nó là giao tiếp bình thường thôi, con nhớ chưa? Sống người ta bảo về màu về mã, không ai sống vì cả bát cơm. Thế giờ vợ chồng không hiểu cho nhau thì sống làm với nhau làm cái gì nữa? Con cót này định bàn tính là thuốc sâu tự tử thắt cổ chết để cho nó yên thân, nhưng mà càng chết thì dân làng người ta càng cười chê cho. Thế nên là riêng ấy con cái thắm này này, mày mà chết thì con mày để bây giờ ai trông nom đây tao hỏi mày hả? Mày trả lời tao. Còn bây giờ tao nói cho mày nghe, con Nguyệt, mày điện cho anh mày mau. Cha chứ bố nó ghen cứ nhảy tưng tưng lên chứ lại khổ thế chứ. Cho mẹ bằng tưng đây ấy, hết nước hết cái rồi còn đéo gì dẫn qua bông bơ chó nó thèm. Anh ấy bảo chị cứ alo. Điện cho thằng Táo chưa? Đây con đang điện ạ. Anh gặp bà nội nhá, cụ nội nhá. Gặp bà ngoan. Ừ, Táo hả? Táo hả? Con ơi, tao nói con nghe này, nếu mà vợ mày đi, con nhớ chưa? Đuổi nó ra khỏi nhà. Còn bây giờ nó không đi, con ghen làm gì, khổ quá. Bây giờ đây nó già rồi, còn gì nữa mà ghen. Ta chữ bố nó già quá mấy cái ống bơ. Còn bây giờ đây tao có nói với con này này, nó không có ngủ mới dai đâu. Nếu nó mà ngủ mới dai thì tao rạch mặt nó ra rồi. Nhưng mà đây là nó là cháu đổ cho nó ngủ thằng này thằng kia là không phải đâu. Còn bây giờ là đàn bà nó phải tiếp xúc kể chuyện với người nọ người kia, mày ngẫm đi. Nhưng ngày xưa bố mày cũng đi lái xe. Đây bố mày ghen quá rồi cuối cùng bố á có về ở với mẹ mày. Thế giờ về đấy con ơi, không nghe bạn nghe bè gì cả, chúng nó kích bác liên thiên thôi. Chứ thực ra con này nó không có cái tính đĩ đâu. Thế nên là thôi không cãi nhau nữa, không dân làng người ta cười cho con ạ. Ngay như cái câu chuyện nó bảo là đấy, các cụ đi xem, người ta nói thế này thế kia, anh ấy bảo thế này thế kia. Mày cũng lại về mày ghét gãy cân cân nên khổ quá. Hôm nay có cả cái Nguyệt đi đây này, thế tao bảo cái Nguyệt là điện cho cháu. Còn đây nó thực ra nếu mà nó đi tỏa tàu băm nó chết rồi. Thế nhưng mà nó không có đâu con ơi, vợ chồng phải hiểu cho nhau mà nuôi con. Chứ con ghen nó quá xong nó không có, nó tức lên nó mới bắt cuối cùng nó tự tử nó chết. Thì lúc đấy con dê mất mẹ, bản thân con mất vợ. Con lấy người khác về người ta có yêu thương con không? Thế nên là đấy vợ chồng chín bó làm mười, con nhớ chưa? Thế lên. Thế cả phù hộ cho anh không ghen nữa thì tôi mới phù hộ. Tao xem vợ chồng mày còn đánh nhau cãi nhau đến bao giờ. Tao cho vợ chồng mày đi, thế là vợ nó về nó kể thôi cho nó đi để cho nó vui quả, cho nó đến nước nghe mọi người.
là cuối cùng đây nó về nó kể là anh này anh kia thế mày lại bảo lại chát quay định thì thằng đi đâu. Ai người ta thèm khổ quá. Các cụ ngồi bên cạnh kìa kìa ấy, các anh em xem các anh bảo phải vả có vỡ mồm mới đánh chết chừa cái thói đàn bà. Thế thì nó kể chuyện với mày, mày cũng lại ghen khổ. Cái anh ấy biết là đéo đâu mà đi ngồi, nó có dám ngồi gần đàn ông đâu. Nó toàn phải chui vào chỗ đàn bà nó ngồi. Mày còn ghen cái gì? Cháu chỉ có mỗi cái tội ghen thôi, còn không nói năng gì cả. Con nhớ chưa, dù mày là đít nhôm của tao, tao chả thương mày, tao thương ai. Đấy con cứ ngẫm ngay như bố mẹ con ngày xưa đánh nhau ghen nhau, tao cũng mày. Thì tao chả thương bố mẹ mày, tao thương ai. Bây giờ mày chủ yếu mày phải ghê. Vợ chồng ấm êm là bố mẹ cháu đỡ buồn tủi, con nhớ chưa. Ừ thôi cứ yên tâm đi, để tao sẽ để ý, để tao phụ hộ cho. À tôi có á, nhớ chưa. Còn bây giờ tôi chỉ cần anh như thế này này, anh ngoan ngoãn, anh thay tâm đổi tính, không ghen nữa. Còn bây giờ anh sợ nó chứ gì, thì anh kê cho nó đi lên bệnh viện thẩm mỹ khâu bố nó rồi nó vào xem là xem rồi còn ghen không. Thế còn đây mày đi Tây bao nhiêu tháng bao nhiêu ngày nguyện ý, mà tao vẫn ở nhà, lúc còn sống thì tao lại chăm nom, đến lúc chết tao theo dõi cho. Thế còn đây mày đi Tây mày về mày trả được một lời nói, bà ơi bà thông khôn đa tiêng, bà phụ hộ cho con về con chẳng nhìn thấy bà nữa rồi, thì mày nói bà câu có sướng không, có đúng không nhỉ nguyện ý. Có anh gọi tôi vài câu chứ anh về như đứa trẻ con. Tôi chết rồi hôm sau nó mới bay về, chứ không phải nó bay về ngay hôm đấy. Mà có anh thì tưởng bà chết thì bà không biết đi. Bà chết hôm trước mà về hôm sau. Lên đừng nghe lời bà đi. Đừng có, thì anh tôi mới dặn là không nhìn thấy bà nữa. Nên là nghe lời bà đi, đừng có cãi nhau nữa nhá. Có gặp cũng bình thường, tao gặp cả thằng bố vợ mày cơ. Tao bảo ông bảo là bà về, bà bảo cháu lội bà chứ nó ghen này con tôi chết. Ra chứ bố mày xuống đây. À nghe khó nghe, khó nghe. Ông kia nhìn cái gì? Nhìn vào đây. Alo, nghe rõ chưa? Thế à, ông có tên ông Khánh chứ ông là ông? Ôi trời ơi, chả là thằng bố vợ mày là thằng Khánh ý, thằng Lão. Ôi trời. Thế mày này còn thằng vợ bố vợ nào nữa? Chả thưa bố mày thôi, đừng có mà nhố nhăng con nhá. Rồi ông bà theo dõi nó cho, nhớ chưa? Bà mẹ vợ bà ấy có đi đây đâu mà bà vợ. Thế nhá. Không, tao gặp làm gì nhá. Ừ, bà có ấp chứ gì, ấp trứng chứ gì. Không, bà chỉ ấp ủ con bà ấy thôi, chứ bà ấy không thì tao cũng gặp. Thế nhá. Ồ, ghen quá, nó lại bảo bà phải trông. Không ở nhà nó để đi chọc lung tung. Mày ta chứ bố mày, mày không có thì mày việc gì mà phải khóc bếu suốt ngày. Đấy, bà tối hôm qua anh ấy đi xem ở đây và ngồi gần với cái bác Na, tối mà về lại mắng chị khổ lắm. Ồ quá cơ. Mà con này đây đi làm thì thôi, tốt nhất nó không cho đi, để ở nhà chăn vài con gà con vịt, không bao giờ bước ra kia nó lại ghen. Tối hôm qua nó bảo đi, mẹ mày không có tình ý gì sao mày ngồi sát cái thằng ở lâu đi. Chứ bố nó ghen chết. Nó không khác gì bố mẹ mày. Thế mày phải bảo con nhớ chưa. Con phải bảo anh con nhớ chưa. Cho anh em nó và thuận vui vợ chồng nó mềm. Chứ còn thực ra con nhà ấp lại nó không có đi đâu. Nhớ chưa. Thế còn vợ chồng cháu thế nào rồi hả Giang Nguyệt ơi? Con 16 vẫn đi làm ạ.
Thế đâu có giống tính anh đạo đâu không ạ? Không, mày may thì không tính giống thằng đạo. Mày may thì giống tính mày, à mày mới bà. Chứ còn thằng đạo là nó y chỉ xen bố mày. Ghen lắm, theo mẹ bố nó đi đái cũng sợ. Còn con này ấy, lần sau có cái vải màn để cạnh này này, đái xong rồi chấm ngay, không có cao là chết. Quá. Đúng rồi, em để ý mày bảo thằng Thảo cho bà thì bà phục hậu cho. Nhớ chưa? Bà bây giờ bà chết rồi nhưng bà thương con thương cháu, đáng nhẽ bà chưa lên được, bà cho nó đi để xem, cho nó hiểu sự đời hôm qua đi nó để ghen. Thế hôm nay mà thôi lên thôi, không nó chết thì nó không lên thì nó về nó giã vợ nó chết. Khổ quá, thế nhưng cháu cũng nghe lời bà nhịn đi nhá. Cho bố mẹ cháu, thấy bố mẹ có khỏe không? Giờ con lên về chăm nom bố mẹ chồng, làm được cái gì làm, còn không đỡ trông nom con cái, còn nghĩ đến cái quẩn mà cái chết là hết đời. Con nhớ chưa? Các cháu khỏe, ở nhà vợ chồng phải hiểu nhau. Còn không thì mày đấy về nhà về không được, nghe lời tao không được. Ê đi ê, cái gì cả, kệ mẹ nó cho nó giống hồng ngọc cho nó không ghen. Chứ còn mày mà ghen nữa là tao không trông con trông cái, tao lôi bố nó về nó mới chết. Nhớ chưa? Thế thì cô ơi, thế bố mẹ cháu mấy các chú xây nhà cửa cho chú như thế gì đó. Em lão à? Thì đi anh. Vâng. Tí nữa để hỏi cô sao. Đưa đây cho nào. Đây ạ. Thế mày mua sữa mày giấu đâu rồi? Ai đâu? Bà báo, thế còn thế các cháu nó có ai gọi điện ở nước ngoài về không? Ừ, thế tôi động viên vợ chồng bảo nhau cho gia đình hạnh phúc con nhá. Thế còn con nhà mày, bà sẽ có trách nhiệm bà phù hộ cho mày. Đi đến đâu cứ gọi bà để bà hộ cháu à? Ừ. Tụt cái rồi. Máy cày đâu? Máy của Hiên này tụt cái. Máy của mày đâu? Anh chuột không có số thì còn sợ ai. Anh mới thay xin mà. Này
gọi là cho người thầu. Mắt tao tinh lắm, nhìn xuyên lục địa vẫn còn một hộp. Mày thấy bà có tinh à? Còn đây là một năm ngoái tắm rửa cho bà sạch sẽ lắm. Thế là sạch sẽ, bố mày với mẹ với các anh mới đưa bà về nhà mới xây xứng cho bà rồi. Thế còn màu mã thì không, chỉ có cái này là mình có cái ghen, có cái xính ghen. Thế nên từ bố mày trở đến đây, từ đến ông mày ngày xưa khổ cơ. Tao cũng khổ, đi đâu cũng chết đi ông bà. Thế nên là nhưng mà thôi con cái cơ bản thuận gia đình ấm êm là bà phù hộ. Nhớ chưa? Thế các chú với bố sao đoàn kết rồi? Đoàn rồi, bố, đoàn kết từ năm ngoái, từ lúc tắm rửa bà. Thế chú phấn khởi không? Phấn chứ, ngày xưa chúng nó cãi nhau ốm lắm đấy, sốt ruột lắm. Bây giờ đoàn kết này là phấn khởi sướng lắm. Thế thì trông non thì bà phù hộ cho năm nay con mày thi đại học với thi ở đây, cấp 3 bà phù hộ cho. Thằng thi cấp 3, thằng thi đại học thì phù hộ. Biết rồi, hai thằng. Nhưng mày thì bè bảo anh mày không ghen nữa. Còn con này cứ yên tâm, hai thằng nước ngoài tao sẽ để ý cho. Vừa nó hỏi anh cụ có biết con không, tao bảo thế mày, tao hỏi mày có biết rồi biết. Tao ô hết con, thế bảo mày biết nó, tao biết nó. Thế thôi, thế giờ vợ chồng bảo nhau nhớ chưa. Con nghe lời bà, nó có tính ghen, có cái khăn nghe trong cặp quần, lúc nào đái cái chấm ngay cho sạch. Chứ không thì nó khám cho nó. Tao mẹ đái nó đéo lên lồng, nó chả ướt. Nó lắm, chứ hết cái nè. Bà chồng bà chồng này vẫn đi chơi hả? Không, làm chơi nhà của chiêm mấy tầng. Ba chồng à? Kinh nhỉ? Trong cái. Từ hôm ở đây ở lại trần gian, kinh quá cái chiêm nó chìm cao nhỉ? Thế tôi cứ yên tâm về bà phụ. Bảo cô chiêm mấy về bà bảo nè, bà ngoan bảo nè, cô xây cái nhà đẹp thế, giá lương cao cao tí, giá gọi bảo cô thế. Con gái cả đấy. Từ ngày xưa nó chết giờ ngày xưa chết. Cháu gái cũng rất giỏi lắm. Con gái tôi chẳng thế là sướng rồi. Mà chồng mày bảo giáo trước năm nay đi xây cẩn thận nhá. Không báo giáo thì chết. Có cái bệnh hạn ghen không cần chém nhau. Suốt ngày ghen. Nào có bị bệnh hoạn nó ghen. Con lớn hết rồi nhưng mà đi ra vào nó sợ, đi ra nó ghen. Ô, nó sợ ra mẹ bố mày cứ để từ sáng chưa lo một bốc mùi cho nó sợ cho mẹ nó cũng không ăn lắm. Bố nó khổ lắm. Lấy mày đặt chồng ghen cũng chết. Tao khổ đây. Mày ngày xưa tao khổ mẹ ông mày, mẹ ăn khổ bố mày. Bây giờ ấy, mày thì khổ mới chồng mày. Thế là gen rồi, không sao. Gen đâu, gen ghen thế không sao đâu. Vâng, gen ghen. Giá thì không? Không, mày không hay cười hơn thằng chú bố mà. Nhớ chưa? Điện cho cô ngay có được không? Cô chưa bắt máy. Không thì bắt thì không. Thế tôi về bảo cô là xây nhà xây cửa xong thì nè. Hôm nào đây giá nó chồng mình nâng cao cao một tí. Nó vất vả. Nhà mộ lắm. Nè. Thế thôi. Dạ đi. Ui, phù hộ cho hai cháu nhá. Để cho mẹ cháu đi. Nhớ rồi. Tôi sẽ phù hộ. Thi đại học, thi cấp 3. Trượt bỏ chuối. Chết rồi, chết rồi. Cháu học sáng rồi. Thế sao mày bảo đi, đi nói nhiều tao chả bảo thế. Vâng. Mày uống tao uống. Ơi, cô cho cháu hỏi người nhà thì cháu cũng vào đây không hả? Thành đi ạ. Thành với lại em Thăng. Gần đâu mình biết ạ? Ở gần nhà cụ ở trong làng đấy ạ. À, gần hả? Này, em cụ cũng không để ý. Ờ, nếu để ý, thằng Thành với cả làm gì? Em nông cháu mới là ông nội cháu là Vũ Văn Thành ạ. Ừ, nếu cụ gặp cụ nhắc. Vâng, cụ gặp cụ nhắc cháu nhá. Nói ít thôi. Cháu cảm ơn cụ nhá. Ôi, ôi, để cho cụ thân biếu cụ. Mua cháu gái biếu à? Tiền thợ xây đấy. Đi làm cho cháu gái tao đi. Tiền thợ xây. Biếu đêm nào cho thi thì không trừ lại. Đây là của vợ chồng thằng ghen. Không ghen nữa nhá. Nhớ lời tao là cũng mua nó ít khăn mặt. Nhớ chưa? Bố cứ thấm vào là đéo gì thở. Tao các cụ. Đợi chú các thằng này ông nó đen thế. Đỡ đỡ. Đỡ nhà cô con.
Chào cô ạ. Bây giờ thì là cả tháo người ngậm như thế nào thì bà xoay và dìu dắt cháu về.
gì mà cứ khấn bà. Bà thì lại bà là cao cả. Tại vì này này này, bố mày ở với mày, bà cũng ở với bố mày đấy. Nhưng mà bà là cao cả. À chứ bố nó nuôi con vất vả đi làm thuê làm mướn. Xong chính mẹ chồng bảo mình đi lấy chồng. Chính mẹ chồng lại khuyên mình lấy chồng để lê đỡ đặt con cái, vẫn nuôi mẹ chồng, vẫn nuôi con. Xong cuối cùng về con nó lớn nó trả lời mình câu bà đi, bà bỏ tôi, bà lấy chồng. Đấy, có giá chị. Đấy, cho cháu đi xem chắc nhỏ con đi tính nha. Ừ. Thế mày hôm nào đi, mày về nhà mày về, mày thắp hương mấy cả lau chùi bạn thờ sạch sẽ đi. Con lúc nào mà con không lau? Ê, mày mồm mày cứ lùm lắm mẹ mười, tao để vả cho mày cái chân bay mồm. Đánh thoải mái thôi. Mày có mồm kia đéo nói như nào. Bây giờ đây không phải về lau chùi xong tạ cái bàn thờ cho nó sạch sẽ. Sau đó là xin các cụ về lấy cái áo của nó cho vào cái cháo ấy, viết cái tên cái tuổi ấy của nó vào trong cái áo ấy, viết tên cái tính vào đấy. Xong đầu ấy bỏ vào cái chảo mà rang. Gọi thế này này, ba hồn đấy, chín vía. Con nhớ chưa? Ê, gọi tên gọi tuổi nó ra, ba hồn chín vía. Tính ở đâu? Mày mà sống thì mày thương bố thương mẹ quay về. Thế mày mà chết thì khôn thiêng, phải phù hộ cho bố cho mẹ. Phải gọi như thế nó đóng đàn đóng ruột, thế là tự nhiên nó về thôi. Chứ bà cũng phải kết hợp. Cứ làm thế là đau. Là con cứ hỏi nhiều. Còn nhiệm vụ nữa là trong dài thì cấp đấy. Tao phải nhiệm vụ của tao à? Vâng. Thì bà ư, ba bảo với cháu rồi, còn mày cứ yên tâm bao giờ con thi thì tao. Con gì? Vâng. Còn bao giờ nó thi thì cũng phù hộ. Mày nhờ tao chứ tao không phải có trách nhiệm. Nhớ chưa? Bảo bà ơi, bây giờ là cháu nó thi đầu toàn, nó thi cuối năm đây, bà cấp đây thì bà xem, bà thương, bà phù hộ cho cháu. Thế con Loan đâu? Con gọi điện bà nói chuyện. Gặp con Loan thế nào? Khốn khó con làm mà con nhà mày bé đi tiêu tiêu mà đi thế chứ nị. Nó đi nó giống ai không biết. Nó giống gen bên ngoại rồi. Nhà tao có gen đi đéo không? Còn chồng tao chết đấy, chính mẹ chồng bắt tao đi lấy chồng. Vâng, mẹ chồng thương. Loan đây hả? Làm sao? Không phải khóc méo gì cả. Về lấy cái áo của nó mới mặc ấy, mà hôm trưa nghỉ 30/4 ấy, thì là lấy cái áo của nó, ông viết tên cái tính vào đấy, ông rang nó bỏ vào cái chảo rang nó lóng lên, xong gọi tên gọi tuổi nó về, thế là nó về. Nó lên Hà Nội. Nó bán đi đâu? Nấu cao à? Ai ta bán con là chị? Mà. Được rồi, cứ ai giam thế là nó không tuột nữa, nó về. Còn đây về. Ừ, giang áo của nó vào cái tên mà cái áo trong giang nó gọi tên của tuổi nó. Sống thì khôn thác thì thiêng. Sống thì bị thương bố thương mẹ quay về. Mà chết thì bị thương bố thương mẹ phải phục vụ bố mẹ. Gọi nó như thế thế nào. Nấu cao không được. Không làm sao, cháu không làm sao cả, nó đi đàn đúng chơi đến mình. Bạn mới cái đứa bạn xấu thì. Ừ. Thế thôi, còn cái thằng mà ở Quảng Ninh ấy, cái thằng mà nó thích con nhà mày, cái thằng gọi là người yêu nó ở Quảng Ninh ấy. Cái thằng ấy đây, nó thích con nhà mày nhưng mà nó đi tù vừa về đấy, mình cẩn thận nha. Ừ, đấy thằng ấy nó rủ dê, cẩn thận rồi đấy. Ai xin? Thì thôi bây giờ về nhà về cửa ấy, bảo đốt mẹ ăn đi rồi thì cần gì? Thế còn đây về nhà về cửa thì nghe không có gì cả, đốt mẹ nó đi. Còn cái công việc trong nhà thì bây giờ không được cho nó quan hệ với cái thằng quả Trắng Linh. Thằng ấy nó đi tù đi tội về nên nó rủ dê thì con mình chết. Thế nhá. Bố má nhà
tôi ở trên Yên Bái chúng tôi vẫn khỏe lắm. Còn đừng có bao giờ vợ chồng anh em mày, ba anh em mày, kể cả thằng Linh, thằng Quân hay đứa nào mà bảo tao về quê, đừng có mơ tao về. Không bao giờ tao về, tao sống trên Yên Bái, chết tao vẫn Yên Bái. Không bao giờ tao về, đừng đứa nào mà mang tao về. Cái thằng Linh đâu? Thế về bảo thằng Linh là thôi, làm thì làm cứ dỗ Tết ông bà với bố mẹ mày ở dưới này thôi, còn bà không về quê đâu, đừng có mà làm. Thế nhá. Ừ, thằng Bình đấy, thằng Bình nó về đấy, nó đi về thằng này. Chán gì đợt này về ta lại không gặp nó, để gặp được nó thì bảo nó đẻ con trai. Như giờ đẻ toàn con gái, mày chức quyền thì làm gì. Thế à, ừ, thằng Bình nó về đấy, nó đi thôi. Nhưng mà nó đẻ toàn con gái, chán quá. Mà bây giờ đi chức quyền thì đấy, làm đéo gì. Đẻ mẹ thằng con trai mà lôi dõi, chức mới quyền. Thôi tôi không làm gì các anh, các chị cứ sống tốt rồi tôi phù hộ, thế nhá. Này, vợ chồng mày ở đất ngoại, tao phù hộ cho. Đất đi đất được của phụ ngoại. Con nhớ chưa? Phụ ngoại nhưng mà mẹ con mua cho con ở. Thì nào cũng là đất của cụ. Con nhớ chưa? Người ta bán rẻ, bán đắt cho. Cho con nhiều ngân, nhiều chiến để con xây cái mảnh thế này. Thế còn cứ yên tâm gì tao tính, tao phù hộ. Thế còn mày đi chợ đi, chợ vừa vừa thôi, nhẹ thông lặng ngã cái chết cái bố mày chân. Thế còn bây giờ mày thì lại là cái chợ lặng đỗ lặng các thứ, giờ mùa này mà nó mà ngã cái què ra đây chết, nhớ chưa? Mà mày cũng chiều con cơ, lại còn đấy bảo a à, tính ơi tính cứ yên tâm, hôm nào bố mua cho cái xe líp đéo để mẹ. Chị bao giờ lấy chồng cho nó vẫn vừa. Vừa mới lớn lên nhíp líp bây giờ lịch lịch đẹp. Nó đi làm thì nhỉ? Nhịp sức giám. Cháu cũng như ai mà. Chiều quá hỏng với gần. Cứ yên tâm đi rồi tao phụ họ, nhớ chưa? Giờ tao chuồn đây. Không chuồn nào, cháu đang hỏi hết nào. Hỏi nhớ đi lắm thế. Nhiệm vụ là... Nhiệm vụ là cháu hương mỗi, cháu hỏi cùng lên là cùng phải đi. Mấy cháu là màu này, cháu quý như vàng này. Hai nữa là cháu đi hôm nào, cháu hỏi cùng đi. Quán đâu là... Các chứ bố mày về mày thắp thử hương mỗi, nhưng có chịu không mày thắp hương mỗi. Hai nữa là cháu cùng là sắp thi rồi đấy. Ba là cháu chắc của cùng cháu gái là cùng phải xem nào cứu cháu, quý đủ cháu về ngay đi. Vâng. Không mai đâu. Theo cháu là không mai đâu. Trong tối nay thì tôi phải đi tìm. Anh nói nhiều đây phải quá, tôi đéo tìm được đâu. Nhớ chưa? Vâng. Tôi mà đi đây tôi vòng mẹ về Yên Bái thì ở thì cháu ở lại đâu. Ở lại ăn sắp sửa đến ngày của con trai rồi mà đi. Tao không thèm, bố mày có yến tao không thèm ăn. Hàng lần thì ta lên nhà mình. Mày làm gì chỗ Nhật Bình? Ta chỉ cần nó thắp hương mũi. Không, không có, toàn làm ở quê hết. Quê ta không ở. Thôi ta đi về. Không cho về đi chắc ông Toàn ơi. Quá. Để cho nó thay. Còn đây cho mày. Muốn thế đâu. Phải cho con hư để cho về nó uống. Con hư nó chưa về, giờ ta lên Hà Nội, ta lên Nhật Bình xong rồi thì ta dễ ta tìm cho. Vâng, thế mai nhá, cũng mày nhá. Mày biến cái mày biến như trâu chuột. Chẳng biến thế nào được. Cái mẹ mày. Vâng. Biến mẹ còn bố thì sao cũng... Mày nói ít đâu. Cháu ổn nha. À quên, cháu yếu tiền nữa chứ. Cháu yếu tiền thì đi ăn sâu rẽ hay đi tàu? Đi phải tránh đi. À cũng đi tàu hay đi gì đấy? Đi tí nữa đi từ đây lên đi. Không, ở nhà. Đợt này là ở nhà. Đây cháu yếu tiền mua sâu rẽ thôi. Còn đợt này ở nhà khi nào ấy thì cháu mới yếu tiền đi tàu được. Nha. Mày nói mới hết là biết bà. Bà cứ bảo gì thì bà bảo. Chào cô. Vừa ấy mới đi à. Bây giờ về anh đây. Đi đâu về đó. À tôi thì phải đi tìm con gái. Đi sang nhà nó chơi. Thế xong bắt đầu là sang nhà nó chơi, thế là nhảy bổ đi. Con gái tên là gì? À tôi tên là bà Điệu. Ôi cụ ơi. Thằng ơi,
con cho cháu không? Anh chị dâu có nhận các con cho cháu không? Nhập hàng rồi. Nhập gì? Nhận chị dâu cũng lại nhầm rồi. Bài
rộng thì ít thôi. Rồi cũng ngủ nhiều nó đau bố nó lưng. Thế còn con cái nó về, thế còn cái tiền chú ấy vay đi anh thế nào? Chú đã trả ông hết chưa? Còn 700 triệu đấy, ông đã điên ra mặt, ông dở. Con mình thì trả cho, em ông lúc nào cũng em ông. Thế xong đổ bán cả đất, bán cả nhà cho chú ấy vay mượn đi anh. Đi anh chú chửa đi, chú đã chửi náo các cụ nên đừng làm. Vợ chú ở nhà này kêu là ấy, việc gì phải khấn các cụ, đem mẹ có tiền đi anh cũng được. Đem mẹ mình bỏ tiền mình đi chứ, nhưng cụ kỵ léo nào. Thế là tôi nói chưa qua, bước chưa qua, mồm chưa khỏi khô miệng, thế là chồng bị bắt ngay về nước. Ngu lắm, thế nên là thím mình ngu lắm. Thế còn tôi ở dưới này thì cũng khỏe không ạ? Ở Tây Sam thì thăm cháu đây là thấy mẹ con nó mới về vợ chồng nó thắp hương. Thế là tôi nhảy bổ lên xe tôi đi luôn. Ừ, cho nó đi gọi ông bà nội nhà nó cơ. Ừ, thế giờ tôi dẹp tâm dẹp tính cả con Kim con Lam rồi. Lấy chúng nó đỡ đánh đá rồi, ông cứ yên tâm. Thế thôi nha. Thôi tôi không nói chuyện với ông nữa đâu. Chào anh, chào anh. Thế thôi nha. Thế thôi anh nhiệm chị. Mẹ phục hộ cho bố mày với cái giọng đấy. Lấy nhau bố mình nhiều tuổi rồi, lấy cái bà này. Thế nhưng mà về bố ông ấy, ngày lên ngày cưới mẹ với bà này chứ. Ông tiêu hết tiền của tôi, con tôi rồi, của tôi để lại cho con tôi rồi. Ông phải đi vay tiền nào, ông cứ cho con tôi. Thế là bà ta với ông ta là về bên ngoài vay tiền, vay vàng cho con. Ôi nhá, nhà tôi gì không nhận. Nhớ chưa? Còn bây giờ bà ấy có đứa con riêng rồi. À, có thằng con trai đấy. Nhưng mà kệ ta. Nó hỏi con cứ trả lời, không mất gì của vợ. Còn đây là một, thôi bà ấy nuôi bố mày cho chúng mày được vất vả. Vâng, bà ấy nuôi bố mày. Bà ấy cũng hiền chứ bà ấy cũng không ác đâu. Có cái là bà ấy bê một tổ béo như con heo, chả biết đéo. Thế còn đây là một cứ cho bà ấy nuôi bố mày. Con nuôi cha bằng bà, bà đúng không? Cho nó hầu, chúng mày có về đến nhà là đéo phải giờ đít nữa. Không, nó hầu hết chứ còn gì. Thế còn đây về nhà về cửa thế cái Kim nào. À, Lan, dạ, chúng mày khỏe chứ? Con khỏe, chị kéo chứ. Kéo mới Kim, Kim kéo, chồng còn cho đâu. Tao đặt này trong về bố mày đổi cho là Lan. Cứ đặt một đứa tên Kim, một đứa kéo. Chồng cho nó đâu. Ê, nhưng mà bố mày thì bảo tao là còn cái kéo nó hơi đánh đá đấy. Ê, bảo chị em mẹ một bộ gì đấy, hay chị làm ăn. Mà nó cũng đánh đá cơ, khổ lắm. Bảo nó là đừng có dở, thì nó đánh đá. Bây giờ người ta về ta hầu bố mày là tốt lắm rồi. Còn các em thôi, tuy là cái thằng Hợp ấy, thì Hợp ấy nó không phải là con nhưng mà thôi nó hỏi thì cứ trả lời. Làm gì mà vinh vinh ấy, làm gì cứ cười. Nhớ chưa? Ê, mày được thằng con trai có xuống không? Ủa? Dắt cho con trai chứ đúng không? Ta bỏ bố mày là thôi, dắt cho nó nữa. Không rồi ấy, cho nhà người ta khất khởi. Có lên con đẻ. Con đẻ cho nữa. Thôi, con đẻ nữa. Bác thì dắt cho đây chị con trai nữa. Không thì gửi bảo các cô gửi nước ngoài đến Hàn Quốc về cho. Đến Hàn Quốc cô cũng như còn quan cô nữa. Đây còn đi về trông non thì về bảo bố về tạ mộ các cụ. Và cái mộ mà cái con chó nó hay cào ấy. Nhớ chưa? Cái mộ sau quanh năm bị chó nó cào. Thế nên là về nhà về ở đây tạ đi cho mát thì con trai cho hòa thuận cho các em ở bên nước ngoài cho nó làm ăn cho nó không khác. Mẹ phù hộ cho em muốn ở bên nước ngoài làm ăn thì có lên chút xíu để đi về đó là không. Thế trả là phục hộ thì phục hộ ai? Làm ăn thì bây giờ khó khăn thì cũng từ từ. Thế còn đây về còn một suất đất của bố mày đây. Một suất đất bố mẹ, một suất đất đây. Không biết đâu. Kéo lên, cứ vay, chồng kéo trả. Đất của mẹ. Ừ, đất của bố của mẹ nhưng mà bố không cho lúc nào nào nhà bố chị em bố cho lúc nào thế nào đâu chỉ cho hai anh em cho tí đất thôi chứ còn cho đất này được rồi. Còn bây giờ chú mày lừa bố mày mới một suất đất rồi. Thế giờ chú kêu là em mượn xong thím mày ra đây chưa trả thím mày. Bố mày bảo là phải có các cụ mày phục hộ cho thím ạ. Chú đi thế mà may mắn thế nào câu nào cụ đéo nào chả có cụ đéo nào cả. Ê, có tiền là đi đéo đâu chả được. Chưa nói đầy 3-4 ngày chồng đã bị bắt về nước rồi. Thế là đi anh. Ê, mỗi năm chú con cứ rửa cái mổ của mẹ cho nó cao ráo con nào sạch sẽ hay. Cái này bảo bố mày. Bố mày không phải làm. Thôi,
bà với bố mày ấy. Con lớn thì chứ con làm được. Ngu lắm, bà với bố mày làm cái kiểu hối tiền thì không biết. Đi chợ hối tiền thì không biết. Bà ấy đeo một cái hoa tai vàng tròn tròn, thế này cái dây chuyền. Bố mày kéo cho chứ ai. Nhưng bà ấy đi bán bánh đúc với bánh lòng thì mưa. Chứ không phải là của bà ấy. Từ ngày nói chung là bà này bà ấy về bà cô ăn nhưng mà mẹ không muốn cho đẻ. Bởi vì là bốn đứa con rồi bà ấy có một thằng con riêng rồi. Đẻ gì lắm chứ, con ông con tôi con chúng ta đánh nhau vỡ đầu. Thôi không cho đẻ. Chó bốn lần tôi đều bế ra hết. Thế sao mẹ không cho con riêng của bà ấy đẻ thôi. Con riêng của bà ấy thì bây giờ đây cái thằng Hiệp à. Cái thằng Hiệp biết đâu mà tao biết đâu mà tao cho. Dù gì là anh em chúng tôi. Chúng trước này chúng mày có nhận nó đâu. Thế nhưng mà từ ngày xưa nhận rồi. Lúc chúng mày cứ là lỗi phép cho tao nữa buồn. Bây giờ đây tốt nhất là cậy người ta. Còn đây con đi đi làm cậy người ta. Nhưng mà thương bố mày. Nhớ chưa bố mày giờ không có người ta khổ lắm. Cảnh cả chống nuôi con nhớ chưa? Cái nên là thôi các con không được để bắt nạt bà ấy. Bà ấy hiền lành đấy. Bà làm bà mình chết với ta. Có cái là ta không cho đẻ không. Đẻ nó làm nhằng lắm con ta không chịu được. Thế còn ngủ thoải mái. Bác nhìn thấy ông bà ấy. Không biết kìa. Không mày vào cứ nghe chào tổ cơ ta. Em nào cứ mê cho mấy chị bây ông. Vâng. Chị chưa biết lúc nào. Chị ở dưới này khỏe à. Mẹ nhìn thấy con về đây bảo chồng mày vợ chồng mày chủ hết nhưng mà làm ăn được. Đi lấy chồng mẹ này ông bà đây thông gia người ta khó. Người ta nghèo khổ. À đây dây yến cho bác. Con nữ chưa? Nghe lời mẹ ăn đây này. Thương với bố mẹ chồng. Con mà thương người ta cũng nhiều lắm đấy. Con thương người ta thì người ta lại thương mẹ mình. Vâng, mẹ cũng yên tâm, mẹ không lo bố, mẹ chồng con sướng lắm. Sướng bây giờ đây cũng cờ đây là việc cái con gái đi lấy chồng Hàn Quốc cái mong đâu ra. Thì thôi đấy con yêu khảo với người ta không một cái. Vâng. Ông bà ấy tao thấy cũng khó. Tâm nhớ chưa? Vâng. Thế nên chúng mày làm con làm cái để tôn trọng người ta họ đạt ra thì sau này gia đình chúng con mới được sung sướng. Các cháu mới được khỏe mạnh. Còn đi lấy chồng là khó. Thì tao cũng dặn dạy là bảo phải kéo hết. Tao sẽ nợ cho chị em bốn chị em chúng mày. Nên chị nhớ chưa lại. Con nhớ rồi. Thế hôm nào chị em mình gặp nhau thế này. Tôi chúng đây vẫn đi chơi các lơi. Vẫn đi nước ngoài, vẫn về thăm chồng, vẫn đi ra bán. Thế em gặp nào kiểu gì, gặp một gặp bác nữa. Thì em bốn tấm dài ai tấm ngắn đấy. Bác thì thân em cũng gặp sớm thế. Thì tôi cũng đi xuống đây được cái. Tôi vẫn về tôi nhớ đến tên chồng tôi. Vẫn nhớ đến nghe và hai vợ. Vợ tên là gì bất cứ con gái. Bác nhìn thấy ông bà cháu của hai đi vâng. Có gặp thì nhát đi gì? Vâng. Nhát lên nhá, lên nhá, để chắc thì em qua đi. Nhớ chưa? Thôi, hôm nay là mày đi, tao mới thấy thế là tao để bỏ hốt chết ra đi. Đây là các cụ nhà mày ấy, đi bộ ra đấy là... Đang ngồi đi chắc ai? Để cái tiền mà lúc mẹ chết là ở lại trần gian là mẹ luôn đủ cho bà hai mấy cho vàng cho đỉa nghĩ mẹ đâu mẹ nó này bà hai bà chị ơi em về làm dâu chị đừng bắt nạt em nữa mẹ em không làm gì đâu tao về đêm hôm ấy tao rung giường ấy thế là sợ đấy đã ngủ cả đêm hôm đầu tiên về tao cũng cú với chị mẹ nó nghe nó nghe nó lại nhảy bổ nó ngủ với chồng mình đèo mẹ mình lên bà bảo mình rung giường lên. Ê là sợ vai lại chứ về sau nó ra tận mộ nó xin mẹ thế thôi. Thôi mẹ. Bác lại sao? Mình sợ nó lại để cho nó biết sợ. Không sợ này nó biết đâu là vợ cả con cột thế à? Bố mày lại bảo tao này chứ. Điệu ơi. Mẹ nó ơi, cái mẹ nó lại làm cái giọng nó xảy ra gì à? Ta thấy mà cứ lần nào ông ngủ với nó là ta nhảy vào giữa. Thế hôm nay ông nhập dập nó là dập tâm. Bà có đứa con riêng. Bây giờ về nhà tôi phải cho mặt đất đi kìa.
có đỡ được gì ra đâu ấy. Bà ấy về hai bàn tay trắng, bà này là không có một đồng xu dính đít nào về. Bà ấy lại bà ấy chờ quá một cái thằng này chắc mình lấy về. Nghĩ là hiện nay bị người đàn ông nó hiếp dâm bà ấy, tao lôi về cho bố mày chưa thực ra là. Chứ còn bà ấy có cái gì, mẹ bà ấy mất sớm, chị em nhà bà ấy cũng không được gọt nhau. Thôi bà thì nói nhưng mà ngủ bà ấy liều. Anh ấy định làm gì em còn mẹ thì ông làm gì em. Được bố cái giường rồi. Thế thôi giờ đỡ ghen rồi. Cái này mẹ cũng không ghen như chưa nữa. Anh vừa về đấy có mẹ không nhỉ? Mẹ anh không thiếu gì. Chủ yếu con cứ ở nhà để báo ba nhỉ. Anh em đoàn kết nhá. Thế về bảo đảm mẫu cho cụ nội. Thế ông bà nội khỏe không con? Có cụ khỏe ra chứ. Thế này được rồi. Cứ còn đây về đây không nói năng gì cả. Báo mấy gã ra gì mày nào. Mai là lâu như dây dầu bánh đúc đây đây là cho nhiều và để bán cho khách hàng. Mà bảo gì là bảo cái giọng ấy là lâu cho mẹ ăn. Ít ra bánh đúc ra làm. Để ở bàn uống nước ấy là mẹ về mẹ uống. Mẹ ăn nhớ chưa? Thế còn lúc nào chị về thì chú ý thím đi nhá. Tên là Cụ Bớp, tên là Phò Bớp.
tên xấu thì dễ nuôi ạ. Tôi đây là đúng rồi, đây là chắc, còn đây là cháu còn bọn đây. Thế con quý đi à? Em Đức đi à? Nhà nào mà đặt con tên là gì? Em hỏi nhá, em đi ra phải trả lời cụ Hà Nội từ đấy nhá. Cô ấy bà lội con tốt đây là Hạnh ơi, ông Thuận tốt. Trả lời đi con, mày làm gì mà khóc? Tao muốn nói cháu phải trả lời cho người đây nào, cái bạn mà lắm của cháu phải trả lời. Còn nước còn rác gì mà phải mếu với máu làm cái gì chứ nó không? Gặp tao là tốt rồi, mà là một cái thứ hai. Vợ không mà những cái con đàn bà ngồi cạnh rõ mọn vào việc nhà đâu. Không tuổi thì cao, sức thì yếu rồi. Tao hỏi cháu là bà luôn nó tốt hay là ông Thuận tốt? Ông Thuận là bà chú của cháu. Chúng ta anh em yêu lộ cháu hỗ trợ ông bà lộ cho tốt hay là ông bà lộ em anh tốt? Mày để hoàn chỉnh cái bộ lão của cháu để cháu ở quân đội cho nó bình yên. Đúng. Thế còn đây tao thì nói thật với bà lộ mày sống thật thất đức. Là con cái hay các cháu đau buồn đâu. Ừ ấy. Đấy là cái gơ. Nhà mày mà không có phụ phát triển về tương lai thì bà lộ nương giết chết bố mày mà mấy con cháu là thất hiền quá. Quá đần. Được tao quá nhà nước được các thì bây giờ mày theo chú bạn dỗ Tết ơi, hay mày theo mày là mày dỗ Tết. Người ta cho con đi ăn học, cho con lưng đỡ lên chức lên quyền. Nhưng bởi vì bạn bè trong đồng đội nó nói nè, nó chỉ kích câu ca cô vào. Nó bảo mẹ mày chắc là chết vì nộp con gái nhà người ta, lên là đây người ta mới tống mày lên chức. Việc gì mà phải nghĩ, nếu bạn bè nó ở trong cơ quan nó kích thêm à? Ôi giời ơi, ông mà con gái mày nghe quan. Mẹ cháu là con mày mất dạy được nói. Bố cháu là con đảng nó viên má. Nhưng mà nhiều cho nhiều người đàn bà bút chồng vùi xuống ao nhá. Thế rồi bố mày đi nhiều cho con mẹ mày thờ đặng bất lương chi con. Thế nên là đây không việc gì. Không phải là làm yên tổng thấy không? Thờ gọi là nó vui danh đất nước cả ta. Nói bảo bây giờ ông là thờ cái đạo gọi là hồ. Còn bây giờ các ông bảo thì thôi. Chính ra này là lâu hơn con mới. Tại sao tôi cũng được ê các ông mới quý mà. Sau đó vui danh thôi chứ mất dạy thế láo bị chặt chẽ ra tinh thần. Còn nếu nói với chúng mày bây giờ không phải mày theo tao là sống chống lại tao cơ quan là chết lưng đỡ chính bàn thờ nhà cháu là ở rồi. Nhà bây giờ con nhà mày bây giờ nhìn chứ cơ quan nhà nước là đây mẹ nhìn chồng cháu nghe hùng mang người đồ đồ bình thỉnh ghét vào bác lưng vì sao xuống chồng mày luôn lại nuôi lợn mà chết nuôi gì quan đây thế còn làm máy đến đâu lên về đây đây về sau vợ chồng mày không làm lộc ông có bỏ làm còn nói ra nhiều người chứ không phải một mình ông mới được một mình ông không thể che được cả cái bầu trời. Thế lên này giờ đây người ta ra hạn cô nói không bao giờ cô nói là nếu không khỏi thần kinh sẽ xuất bài việc chết rồi trở về với lòng đất rồi nhưng cụ vẫn nhìn lên trên trần người ta không thể nhìn xuống còn đây này. Thế lên là cụ thấy bố mày rồi tao mà qua. Không cố gắng thằng Đức không về quay có biết là ai vùi ông lộ con mày bây giờ về vườn lâu rồi đã. Thế nên giờ đây phải đúng không con cháu các con hôm đấy tao không về nhanh lên cơ quan thì mẹ mày cháu giết còn tao đang con tính là cố gắng để cho nó tìm ai thương yêu được có đúng không chấn được người vợ bên cạnh dìm xuống nào cho chồng nó chết bằng chết chỉ thôi. Không mà là nó không nghĩ nội nhiều, thằng này nghĩ nhiều là thành giật thành thần kinh. Thế nên là không cháu biết cảm mẹ đâu. Cháu như thế. Thần kinh thì cháu tại sao cháu không khuyên ngăn mẹ cháu đi? Các cháu theo các cháu chết. Nếu không có tao, vợ chồng mày không bật lại bố mẹ mày hôm đấy. Tao cứ để tao khỏi cái thần kinh hay là bệnh thì mới lên. Thứ gì? Còn bây giờ, ê, à. Một, chúng mày là bố là mẹ phải động viên. Còn mày đừng có đứng giữa trời mày kêu, ôi trời ơi. Hàng xóm nhất, con mày là tiểu đường, rất là mẹ mày. Đi, con mày được ăn học mày đứng dậy mày con mày mẹ ăn ở như thế không được vợ mày khó cái gì mà khó vì bà mày hy sinh vất vả một tí cho thuê học nhân thất đức để cho anh này giá trị quân đội ta cứ đòi lục bạn đi ra mày nuôi tám con lợn thì mày được chết hai con.